Tháng 3 này, những trận cầu rực lửa cấp độ câu lạc bộ sẽ phải nhường lại cho sân khấu của những loạt trận vòng loại Euro 2024 hay những trận giao hữu căng thẳng trên khắp mọi ngõ ngách của lục địa già. Hãy cùng xem các đội đã lựa chọn những nhân sự nào cho giấc mơ bá chủ châu Âu, cũng như việc chuẩn bị cho cả World Cup cũng như Copa America sắp tới của những đội tuyển tại các châu lục khác. Danh sách của đội tuyển Brazil bao gồm 3 thủ thành: Ederson từ Man City, Mikael và Weverton đến từ các giải quân đội. Tiếp theo là đến 8 hậu vệ trong danh sách này, bao gồm Roger Ibanez của Roma, Militao của Real, Marquinhos của Paris Saint-Germain. Đội tuyển Brazil đã tung ra danh sách 23 cầu thủ trong danh sách triệu tập lên đội tuyển quốc gia Brazil vào loạt FIFA Day này. Đây là lần tập trung đầu tiên kể từ sau khi World Cup 2022 tại Qatar kết thúc. Huấn luyện viên tạm quyền hiện tại của Seleção là ông Ramon Menezes, thay thế cho người tiền nhiệm Tite đã từ chức sau kỳ World Cup vừa rồi. Và như thường lệ, sau khi một danh sách đội tuyển được công bố, người ta sẽ bắt đầu nói về những trường hợp vắng mặt đầy tiếc nuối. Đợt tập trung này vốn không phải ngoại lệ khi Seleção đã dường như bỏ rơi một số gương mặt sáng giá. Trong số này có thể kể đến Fred của Manchester United, Gabriel Martinelli và Gabriel Magalhães của Arsenal, Bruno Guimarães của Newcastle và Alisson Becker của Liverpool. Đáng tiếc nhất là trường hợp của Rafinha, khi tiền đạo cánh phải này đang chơi ngày một xuất sắc ở Barca, cũng vắng mặt trong đợt tập trung này. Ngoài ra, những người hâm mộ ở Brazil còn đặt ra những sự nghi vấn khi một số cầu thủ ít tên tuổi hơn là thủ thành Weverton và Rafael Veiga được triệu tập lên tuyển trong đợt này. Đội tuyển Brazil dự kiến sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Maroc vào ngày 26 tháng 3 tới đây. Mới đây vào ngày 7 tháng 3, Liên đoàn bóng đá Argentina đã gửi đi danh sách triệu tập 44 cầu thủ phục vụ cho hai trận đấu giao hữu với đội tuyển Panama vào ngày 24 tháng 3 tới đây, và sau đó ít ngày sẽ tiếp tục là giao hữu với Curaçao trong ngày 26 tháng 3. Đáng chú ý trong danh sách này có sự góp mặt của Garnacho và Lionel Messi. Về trường hợp của Garnacho, trước đây đã có tin đồn là tiền đạo xuất thân từ lò Atlético Madrid sẽ chọn Tây Ban Nha để thi đấu quốc tế. Nhưng dưới sự thuyết phục của Liên đoàn bóng đá Argentina, có vẻ như việc Garnacho sẽ thi đấu cho Albiceleste đã được giải quyết xong xuôi. Về phần siêu sao Messi, anh ấy đã giữ đúng lời hứa không giải nghệ sau khi kết thúc mùa World Cup vừa qua, khi tiếp tục có tên trong danh sách triệu tập của Argentina. Ngoài ra, danh sách triệu tập trên đã có thêm sự hiện diện của một vài nhân tố trên hàng công ít lên tuyển là Paulo Dybala của Roma hay là Simone của Napoli. Lý do có thể nằm ở việc Scaloni cũng cần Dybala một khi siêu sao Messi gặp vấn đề về sức khỏe. So với danh sách triệu tập hồi World Cup, huấn luyện viên Gareth Southgate đã loại bỏ Sterling và Trent Arnold ra khỏi đội tuyển. Với trường hợp của Sterling, cầu thủ đang thuộc biên chế Chelsea đã gặp một chấn thương cơ đùi từ ngày 9 tháng 3 nên đã không có tên trong danh sách. Câu chuyện với Arnold đơn giản chỉ là vấn đề về phong độ của cầu thủ này, cộng với việc Southgate không thực sự ưa thích Trent nếu phải đặt lên bàn cân so với Rick James. Trong số 25 tuyển thủ đáng chú ý là sự có mặt của tiền đạo Ivan Toney, tiền đạo của Brentford, đang dính đến rất nhiều cáo buộc liên quan đến cá độ bóng đá. Phía liên đoàn cũng đã hoãn lệnh truy tố cho Toney đến hết đợt thi đấu vòng loại Euro 2024 vào tháng 3 này. Đối thủ của đương kim Á quân trong lượt trận khai màn chiến dịch Euro 2024 lại chính là đội tuyển Ý, đã đánh bại họ ở trận chung kết. Trận tái đấu giữa hai đội tuyển sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 3 trên sân Maradona. Hai ngày sau, người Anh tiếp đón Ukraine ngay trên sân Wembley trước khi kết thúc chuỗi FIFA Day trong tháng 3 này. Đội tuyển Pháp, nhà đương kim Á quân thế giới, sẽ có một cuộc chuyển giao thế hệ ở một vài vị trí trong đợt tập trung lần này. Hai thủ thành Mai Magnan của Milan và Brice Samba của Lens được gọi để thay cho Hugo Lloris và Steve Mandanda đã giải nghệ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Tại hàng phòng ngự, trung vệ Wesley Fofana sẽ thay thế cho Raphael Varane cũng bởi lý do trên. Tuyến giữa của đội tuyển Pháp sẽ được tăng cường một số cái tên đang có phong độ tốt tại các giải vô địch quốc gia là Kefren Thuram hay là Jordan Veretout. Ngoài ra, tiền vệ trẻ đang chơi rất lên chân là Camavinga cũng được triệu tập bổ sung với tư cách của một hậu vệ bên trái. Diaby sau một năm chơi ấn tượng tại Leverkusen cũng đã được triệu tập lên tuyển Pháp. Đội tuyển Pháp sẽ chạm trán lần lượt hai đội tuyển Hà Lan và Cộng hòa Ireland vào các ngày 25 và 28 tháng 3 theo giờ Việt Nam trong những lượt trận thuộc vòng loại Euro. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Đức, ông Hansi Flick, đã điền tên 5 cầu thủ chưa bao giờ chơi cho đội tuyển Đức để chuẩn bị cho các trận giao hữu quốc tế vào tháng 3. Cầu thủ chạy cánh Kevin Schrader của Brentford, tiền đạo Mekim Berica của Augsburg, tiền vệ Felix Emencha của Wolfsburg, hậu vệ Joshua Wagnermann của Stuttgart và hậu vệ Marius Wolf của Borussia Dortmund đều đã được triệu tập lần đầu tiên.
Trong đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Hansi Flick muốn tập trung vào các cầu thủ trẻ khi loại nhiều trụ cột luống tuổi như là Antonio Rudiger của Real Madrid, Gundogan của Man City, Leroy Sané của Bayern Munich và tiền đạo Thomas Müller của Bayern Munich đều không có mặt. Huấn luyện viên này đã có cuộc trao đổi chân thành và trực tiếp với các cựu binh để lý giải tại sao đợt tập trung này họ không được gọi. Đội tuyển Đức còn đón chào sự trở lại của Timo Werner trở lại đội tuyển sau khi bỏ lỡ World Cup 2022 vì chấn thương mắt cá, trong khi Manuel Neuer vắng mặt sau khi bị gãy chân vào tháng 12. Đức sẽ đối đầu lần lượt với Peru vào ngày 24 tháng 3 và Bỉ vào ngày 28 tháng 3. Những trận giao hữu này được Liên đoàn bóng đá Đức sắp xếp nhằm thay thế cho việc không được đá vòng loại Euro 2024. Giải đấu này, Đức làm chủ nhà nên không cần đá vòng loại. Huấn luyện viên Roberto Mancini đã lên danh sách đội tuyển Italia cho hai trận vòng loại Euro 2024, bao gồm 3 cầu thủ lần đầu tiên được gọi, đó là thủ môn Vladimiro Falcone của Lecce, hậu vệ Alessandro Buongiorno của Torino và tiền đạo Matteo Retegi của Atletico Tigre. Trong số này đáng chú ý là tiền đạo Matteo Retegi. Man City đã gọi tiền đạo Retegi có 2 quốc tịch Argentina, Italia dù chưa bao giờ chơi bóng ở Ý. Mancini đánh giá đây là một tiền đạo có được những phẩm chất mà ông cần. Tiền đạo sinh năm 1999 đang chơi cho Tigre ở giải vô địch quốc gia Argentina và đang được AC Milan để ý đến. Ngoài ra, tiền đạo Wilfred Gnonto hứa hẹn sẽ được trao cơ hội đá chính nhiều hơn khi đã thể hiện được phong độ rực sáng dưới màu áo của Leeds United. Sau 4 tháng không thi đấu chính thức, đội tuyển Italia trở lại với tư cách là nhà đương kim vô địch châu Âu. Ngay trận đầu tiên vào ngày 24 tháng 3, Ý sẽ phải gặp đối thủ nặng ký nhất bảng, đó là cầu thủ Anh. Sau đó họ tiếp tục đến làm khách trước Malta vào ngày 27 cùng tháng. Tương tự như các đội khác, Bồ Đào Nha cũng đã công bố danh sách triệu tập đội tuyển cho loạt trận thuộc vòng loại Euro 2024. Tại vòng loại năm nay, Bồ Đào Nha nằm ở bảng G. Họ sẽ lần lượt gặp Liechtenstein vào ngày 24 tháng 3 và Luxembourg vào ngày 27 tháng 3. Bảng đấu này còn 3 đối thủ đầy hứa hẹn và khó khăn cho Bồ Đào Nha, đó là Bosnia, Herzegovina, Slovakia và Iceland. Nhìn qua danh sách 26 cầu thủ trong đợt tập trung này, đây cũng là những cái tên ở đẳng cấp rất cao, duy trì được phong độ và suy cho cùng là hoàn toàn xứng đáng với suất thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Trường hợp có lẽ đáng tiếc nhất đó chính là hậu vệ trái Mario Rui, cầu thủ đã chơi cực kỳ hay từ đầu mùa. Tuy nhiên, những người hâm mộ cũng không việc gì phải lo lắng khi hành lang cánh trái của họ vốn đã được chấn giữ bởi Nuno Mendes, người thậm chí còn chơi hay hơn cả Rui. Về trường hợp của Ronaldo trả lời cánh báo chí về việc gọi lại tiền đạo huyền thoại người Bồ Đào Nha để làm gì, huấn luyện viên Martinez đã bảo vệ cầu trò khi tuyên bố gọi Ronaldo thuần vì lý do chuyên môn chứ không liên quan đến các yếu tố khác. Trong lần triệu tập đầu tiên của mình, huấn luyện viên De La Fuente cũng đã mạnh tay làm mới đội tuyển khi đã trả 16 cầu thủ từng dự World Cup 2022, bao gồm Unai Simon, Cesar Aspilicueta, Eric Garcia, Hugo Guillamón, Pau Torres, Jordi Alba, Sergio Busquets, Pedri, Soler, Llorente, Koke, Ferran Torres, Jeremy Pino, Asensio, Sarabia và Ansu Fati. Trong số này, chỉ Simon, Aspilicueta, Pedri nghỉ vì chấn thương, còn Busquets đã giã từ đội tuyển. Nếu như danh sách Tây Ban Nha ở World Cup 2022 mang tính câu lạc bộ rất cao khi từng có thời điểm 8 người thuộc cùng một câu lạc bộ, nhưng giờ đây Tây Ban Nha đã bắt đầu ưu tiên những người có phong độ cao hơn là gọi theo danh tiếng. Real Madrid và Sociedad là hai câu lạc bộ đóng góp nhiều nhất vào danh sách triệu tập lần này với chỉ 3 tuyển thủ. 18 trong số 25 tuyển thủ Tây Ban Nha đang thi đấu ở La Liga, 7 người còn lại chơi cho các câu lạc bộ nước ngoài. Nếu nhìn vào hàng công của Tây Ban Nha hiện tại, De La Fuente đã bỏ bớt đi những cầu thủ thiên về cầm bóng và triệu tập thêm những cầu thủ mạnh về chơi trực diện hơn, có thể kể đến như Dani Olmo hay Nico Williams. Ngoài ra, Kepa cũng đã quay lại với khung gỗ Tây Ban Nha sau một thời gian vắng bóng. Ngày 25 tháng 3 tới đây, Tây Ban Nha mở màn vòng loại Euro 2024 bằng trận tiếp đón Na Uy trên sân nhà. 3 ngày sau đó, họ đá trận thứ hai khi làm khách trên sân Scotland. Tây Ban Nha nằm ở bảng A cùng Na Uy, Scotland, Georgia và Sheffield. Hai đội dẫn đầu bảng sẽ giành chiếc vé vào chung kết và Tây Ban Nha được dự đoán sẽ không gặp khó khăn để đạt được mục tiêu của mình. Trong lịch FIFA Day này, đội tuyển Nhật Bản cũng đã có danh sách triệu tập các tuyển thủ nhằm chuẩn bị cho hai trận giao hữu lần lượt gặp hai đối thủ khá mạnh ở khu vực Nam Mỹ là Uruguay và Colombia vào ngày 24 và 28 tháng này. So sánh danh sách này với danh sách đã từng thi đấu ở World Cup, những cầu thủ chủ chốt như Wataru Endo và Hidemasa Morita ở tuyến giữa, Tomiyasu và Koitakura ở hàng thủ, Daisen Maeda ở hàng công đều có mặt đầy đủ. Tuy nhiên, huấn luyện viên Moriyasu trong đợt hội quân này đã ưu tiên việc sử dụng cầu thủ trong nước nhiều hơn, kèm với việc loại đi những cựu binh nhưng không còn hạn sử dụng như Shibasaki hoặc xuống phong độ như Minamino.
Đợt tập trung này hứa hẹn sẽ mang đến một luồng gió mới khi những người từng được xem như là phương án dự bị cho Kaoru Mitoma hay Jun Naito có thể sẽ được thi đấu một vai trò quan trọng hơn. Và đó là tất cả những gì đáng chú ý trong danh sách triệu tập của đội tuyển quốc gia lớn trên thế giới. Nếu các bạn có mong muốn làm thêm phân tích về đội tuyển nào trong những ngày rời xa sân cỏ cấp độ câu lạc bộ, hãy comment ở dưới để chúng tôi được lắng nghe bạn. Bây giờ thì xin cảm ơn và chúc mọi người một buổi trưa mát mẻ.